Hôm nay ngày 6 tháng 6 tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra giải golf thường niên lần thứ 60 của câu lạc bộ FGC với sự góp mặt của 148 golfer tham gia. Giải đấu này là một trong những sự kiện thường niên của câu lạc bộ FGC, được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các hội viên câu lạc bộ. Với mong muốn có dịp giao lưu, kết nối hơn giữa các hội viên, giải đấu lần này được tổ chức rất chu đáo và thu hút nhiều golfer có handicap thấp tham gia. FGC là tổ chức một cái club chơi rất là vui, phi lợi nhuận. Và anh em kết nối giao lưu với nhau nên là cái truyền thống của bên tôi đã được 11 năm rồi. Nên là rất là đông anh em ủng hộ. Theo nguyện vọng của các golfer thì nói là thôi cố gắng tổ chức nhiều hơn một tí để cho một cái câu lạc bộ nó mạnh mẽ hơn. Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm chấp theo handicap chính thức và được chia thành 4 bảng A, B, C và nữ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm Best Cross nhất, nhì, ba các bảng. Ngoài ra còn có các giải kỹ thuật Nearest to the Pin, Long and Dry, đặc biệt giải Hole in One tại các hố Papa với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Tiếp nối thành công từ các sự kiện trước, giải lần này hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem bằng những màn trình diễn gay cấn, xen lẫn những đường bóng uyển chuyển đầy cuốn hút. 148 golfer ra sân hôm nay luôn tràn đầy tinh thần nhiệt huyết để cống hiến cho người xem nhiều khoảnh khắc ấn tượng.